chào mọi người. Đây là một cây sáo mình đã gửi từ trước Tết. Và bây giờ hoàn lại, bây giờ mình sẽ lấy thổi cho mọi người nghe thử âm thanh của cây nhé. Đây là cây sáo thổi dân ca. Dạ, bên mông hoa tràm lại nè. Thì nó không lấy hả mày? Ừ. Giết nó đi. Dạ, lướt xua thì hiện rõ lên đây nữa. Quang... cái này ngắn. Đấy, nó chỉ dài bằng một cánh tay của mình thôi. Cái này có 4 lỗ bấm thôi nha. 1, 2, 3 và 4. Lỗ ở dưới này là lỗ định âm. Còn miệng thổi là ở trên này. Thank you.